Tiếp tục với thông tin về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, như vậy là tình hình mưa lũ ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã bớt căng thẳng hơn. Chị Xuân Anh, vậy thì tối nay, tối Trung Thu thì không biết là thời tiết có thuận lợi hơn cho các em nhỏ tham gia các hoạt động vui chơi rồi phá cỗ không? Vâng, anh cô anh, ở miền Bắc thì thời tiết sẽ khá là thuận lợi đấy ạ. Mưa ở vùng núi thì giảm dần và hầu khắp toàn miền sẽ tạnh ráo. Thưa quý vị khán giả, bầu không khí ở miền Bắc sẽ mát mẻ đậm chất thu với nhiệt độ là khoảng 24 đến 27 độ. Khả năng là trời còn có khoảng mỏng mây để chúng ta có thể ngắm rõ được trăng rằm. Thông tin thú vị đó là đêm Trung Thu hôm nay thì chúng ta có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng cuối cùng của năm 2023. Siêu trăng này còn được gọi là trăng ngô. Mặt trăng sẽ ở gần trái đất nhất và có thể là trông to hơn, sáng hơn bình thường một chút. Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, trong tối nay cũng có thể sẽ ngắm được siêu trăng. Những cơn mưa hồi chiều dự báo là sẽ ngớt, tiết trời ở đây cũng mát mẻ và dễ chịu với nhiệt độ khoảng là 26 đến 28 độ. Ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thì quý vị lưu ý là tối nay trời sẽ có lúc có mưa. Vùng mưa nhiều tập trung tại Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, miền Đông Nam Bộ hay là tại Bình Thuận và Ninh Thuận. Cục bộ sẽ có những nơi có mưa to và kèm với đó là dông gió mạnh. Thêm một thông tin đáng chú ý đó là ở khu vực Nam Bộ đang trong đợt chiều cao rằm tháng 8 âm lịch, trong 3 ngày tới sẽ là giai đoạn đỉnh của chiều cường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự báo mực nước cao nhất tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn, trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền dự báo sẽ dao động từ báo động 3 cho tới trên báo động 3 khoảng 4 cm. Đối với miền Tây Nam Bộ thì mực nước đỉnh chiều tại trạm Mỹ Thuận trên sông Tiền sẽ cao hơn báo động 3 là khoảng 20 đến 25 cm. Tại trạm Cần Thơ thì sẽ là trên báo động 3, 5 đến 10 cm. Với dự báo như thế này thì các vùng trũng thấp ven sông, ven kênh rạch dễ bị ngập úng, quý vị cần phải lưu ý. Còn cuối cùng, xin được chuyển sang phần thông tin dự báo chi tiết cho một số thành phố trong 2 ngày cuối tuần. Thành phố Hồ Chí Minh 2 ngày tới sẽ có mưa về chiều kết hợp với chiều cường đạt đỉnh nên sẽ gây ngập tại các tuyến đường trũng thấp ven sông. Sáng và trưa trời có nắng, nhiệt độ 33, 34 độ. Thành phố Huế các thứ Bảy và Chủ nhật đều nắng mạnh vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất 33 độ, về chiều tối có lúc mưa dông. Thủ đô Hà Nội trong 2 ngày tới ít mưa và có nắng đẹp, nhiệt độ là khoảng 32 đến 33 độ.